Nhẫn nhục cũng có ba loại. Thứ nhất là phải nhẫn oán hận. Oan gia muốn làm tổn hại mình cũng phải nhận. Họ không vừa ý nên hủy bán, hủy nhục, đố kỵ chúng ta, nên họ làm nhiều việc để tổn hại chúng ta đều phải nhẫn nhục. Như trong kinh điển nói về vua Ca Lợi cắt thân của nhẫn nhục tiên nhân, nhưng tiên nhân đều có thể nhận. Chẳng những không có chút oán hận nào, mà còn nói với vua Ca Lợi: tương lai tôi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Nhẫn nhục tiên lúc đó chính là tiền thân của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn chưa thành Phật, đang tu Bồ Tát hành, tu nhẫn nhục Ba La Mật. Sau khi Đức Thế Tôn thành Phật, người đầu tiên được độ là tôn giả Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là vua Ca Lợi lúc đó. Đức Thế Tôn nói lời đã giữ lời. Không phải nói dối, không phải nói lời dễ nghe. Ngài thật sự đã đến độ ông ấy. Đây là gì? Biết được tất cả chúng sanh với mình là nhất thể. Họ không thích tôi, đó là ngộ nhận nhất thời, không nên tính toán. Vì họ chưa biết nhiều về tôi, chưa hiểu hết về tôi, nên sinh ra ngộ nhận, lạc mất tự tánh. Nên con người xưa nay cứ ham danh lợi, bị dục vọng dẫn dắt. Chúng ta tin rằng họ đọc sách thánh hiền, họ có căn cơ, tại sao còn làm những việc này? Điều này ngày xưa thầy Lý nói với tôi, nhìn thì thấu suốt nhưng không nhận nhìn được, nên mới làm những điều này. Lợi ích lớn như vậy để ngay trước mắt, suốt đời nghèo khó, hiện nay trồng chút lá cho họ tài sản mấy ức, tâm họ sẽ bị động. Trong hoàn cảnh đó không động tâm, như vậy là đã được định. Chưa được định thì làm sao không thể động tâm? Nên họ động tâm, họ thay đổi. Nếu đi theo con đường thế tục, còn có thể tha thứ, không cần tính toán. Chúng ta nên học Đức Thế Tôn. Đến khi tôi thành Phật, tôi sẽ trở lại độ họ, vì họ có duyên với tôi. Nên trong thuận cảnh, hiện duyên không sanh tham luyện, nghịch cảnh ác duyên không sân nhuệ. Trong tất cả cảnh giới đều có thể giữ thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình,
trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, duy trì thường tùy Phật học của mình. Câu này rất quan trọng. Đây là nguyện thứ năm của Bồ Tát Phổ Hiền. Thường tùy Phật học chính là không rời kinh điển. Mỗi ngày rảnh rỗi đều thích đọc sách. Thích nghe kinh, nuôi dưỡng thói quen này. Thói quen này cũng như mỗi ngày ăn cơm uống nước vậy. Mỗi ngày không thể chẳng ăn cơm, không thể chẳng uống nước. Mỗi ngày không thể chẳng đọc kinh Phật, không thể chẳng đọc sách Thánh Hiền. Như vậy mới thật sự có thể giữ được. Không bị ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Điều này không làm được thì chắc chắn bị môi trường ảnh hưởng. Chúng ta không khai ngộ, khi chưa khai ngộ, nhất định phải hiểu một môn thâm nhập. Chỉ học một thứ. Quý vị nên xem người xưa. Trong ảnh trần hồi ức lục của Đàm Hư Pháp Sư có ghi một câu chuyện có thật. Đàm Hư Pháp Sư xuất gia khi tuổi trung niên. Khi chưa xuất gia, theo ba người bạn cùng nhau mở một tiệm thuốc bắc. Trong đó có người cư sĩ họ Lưu, về sau cũng xuất gia. Ông Lưu học Phật là thâm nhập một môn và quân tu lâu ngày. Ông ta đọc kinh Lăng Nghiêm, chỉ một bộ kinh này đọc được bao nhiêu năm? Đọc được 8 năm. 8 năm ròng rã đọc Lăng Nghiêm, thâm nhập một môn. Ông là cư sĩ tại gia. Một hôm buổi trưa ít khách nên đã ngủ gục trên quầy. Giờ nghỉ trưa, ông ta ngủ gục trên quầy và nằm mộng. Giấc mộng này hình như là thật. Trong mộng nhìn thấy hai người đi vào tiệm. Hai người này quen, là bạn. Ngày trước vì vấn đề tiền bạc mà kiện cáo ra pháp đình. Hai người này thua kiện nên thắt cổ tự vẫn. Nên khi thấy hai người này đến, trong lòng rất sợ hãi. Có phải là đến trả thù không? Rốt cuộc thấy hai người này đến, thái độ rất hòa nhã, không có gì hung ác cả. Đi đến trước mặt ông ta liền quỳ xuống. Ông Lưu hỏi các ông đến làm gì. Họ nói tôi cầu siêu độ. Lúc này tâm ông đã định lại, họ đến để cầu siêu độ. Ông ta cũng rất hối hận vì dính dáng đến tiền bạc mà khiến hai người họ tự tử. Cũng rất đau khổ nên hỏi họ: các ông muốn tôi siêu độ như thế nào? Họ nói chỉ cần ông đồng ý là được. Ông ta nói được, tôi đồng ý với quý vị. Hai linh hồn này bước lên đầu gối ông ta, rồi bước lên trên vai và bay lên trời.
Sau khi hai linh hồn này lên trời, lại có hai người nữa đến. Một phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ. Nhìn lại thì ra vợ trước của ông dẫn theo đứa con. Họ cũng đã chết. Gặp lại, ông liền hỏi: hai người đến làm gì? Cũng là đến cầu siêu độ. Phương pháp giống nhau, chỉ cần ông đồng ý. Được, ông nhận lời. Nhìn thấy hai người này cũng bước lên trên đầu gối, rồi bước lên vai và bay lên trời. Ông ta dựa vào năng lực gì để siêu độ người khác? 8 năm ròng đọc Lăng Nghiêm, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Quỷ thần biết ông có bản lĩnh này, nên tìm đến cầu xin ông siêu độ. Nếu không thì họ đến tìm làm gì? Vì sao? Bởi tìm cũng vô ích thôi. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm được. Tu hành thuần thuộc một môn, công đức lớn biết bao. Bao nhiêu người xem kinh, nghiên cứu kinh Phật, nhưng chủng loại rất nhiều, xem rất phức tạp, xem mấy mươi năm cũng không có công lực này. Quỷ thần không tìm họ. Thâm nhập một môn, quỷ thần sẽ tìm đến. Mong giúp họ siêu độ. Tôi có biết một người, hiện nay người này vẫn còn sống, cũng là 10 năm chuyên tu một bộ kinh, thường có linh hồn tìm đến ông nhờ siêu độ. Ông siêu độ rất đơn giản, không cần phải tổ chức pháp hội. Có khi niệm danh hiệu Phật, có khi đọc một đoạn kinh để đưa họ đi. Thiện căn sâu dày, sẽ có năng lực đưa họ đến thế giới cực lạc. Như vậy mới biết chuyên tu một môn có sức mạnh lớn như vậy. Nên một môn là chuyên tâm, nhiều môn là tán tâm. Tán tâm muốn thành tựu rất khó. Đây là đối với oán thân trái chủ. Đệ tử nhà Phật không bỏ một ai. Một ai ở đây không có chú thích ở dưới là trừ những oán thân trái chủ ra. Ngài không nói. Không bỏ một ai chính là oán thân trái chủ đều bình đẳng như nhau. Chỉ cần có duyên thì tự họ sẽ đến tìm, thì phải giúp đỡ họ. Nếu không có năng lực, họ sẽ không xuất hiện. Có năng lực họ sẽ xuất hiện, chính là đến nhờ giúp họ siêu độ. Chúng ta chỉ cần thành tâm thành kính nhận lời họ. Công đức tu và đạo lực của ta có thể giúp cho họ được siêu sanh. Loại thứ hai là an thọ khổ. Điều này cũng trong nhẫn nhục. Đây là gì? Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đều phải nhẫn chịu.
không bị hoàn cảnh ác liệt làm dao động. Ngày xưa người tu hành đa số ở trong núi rừng vì cảnh thanh tịnh. Đối với những thôn làng lân cận, ít nhất cách nhau đến 30 dặm. Nghĩa là khoảng cách khoảng 2 km. Như vậy khi cần mọi thứ cũng rất dễ dàng. Nhưng ở đó rất thanh tịnh, không có ai làm phiền. Đôi khi trong cuộc sống thiếu thốn cũng phải nhẫn nại. Có thể chịu nóng, có thể chịu đói, không sợ lạnh nóng. Một lòng hướng đạo, không quan tâm điều gì và không sợ gì cả. Chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một câu Phật hiệu, mỗi niệm cầu sanh tịnh độ. Thân thể này đã buông xả, giao thân này cho Phật A-di-đà, Phật A-di-đà sẽ chăm sóc. Nếu thọ mạng đến, Ngài sẽ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Còn như thọ mạng chưa đến, Phật A-di-đà sẽ quan tâm đến sinh hoạt của chúng ta. Nhưng cuộc sống chúng ta không phải giàu có, mà rất thanh bần, chắc chắn sống được. Cuộc sống thanh bần tiêu nghiệp chướng và tăng phước huệ. Trong Hoằng Nhất Đại Sư giảng diễn tập có một bài đặc biệt nói với chúng ta về sự tiết kiệm của Đức Thế Tôn. Khuyên chúng ta nên học tập lãng phí. Là tổn phước báo, không phải tiêu nghiệp chướng. Phước báo tổn rồi thì tội nghiệp tăng trưởng. Tiết kiệm là tiêu nghiệp chướng, tăng phước đức. Trong cuộc sống hàng ngày, cái gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm, không nên lãng phí. Nên nhớ rằng giới khoa học cảnh cáo chúng ta, địa cầu này trong tương lai không xa sẽ có nguy cơ về lương thực, nguy cơ về nguồn năng lượng, nguy cơ về nguồn nước. Những thứ này đều trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tiết kiệm, quen sống cực khổ, khi khổ nạn này đến, chúng ta không cảm thấy quá khổ. Bình thường sống quá thoải mái, quá sung túc, một khi gặp thiên tai liền cảm thấy rất đau khổ. Chúng ta nghĩ đến tăng đoàn khi Đức Thế Tôn còn tại thế. Ngày ăn một bữa, đêm nghỉ dưới gốc cây. Ngày hôm nay đi khất thực, khất thực không được cũng không sao.
Ngày đó vẫn tinh tấn tu tập thiền định. Hai ngày khất thực không được cũng chẳng lo, uống miếng nước trong hồ là được rồi. Không như hiện nay. Hiện nay người đô thị thật như cổ nhân nói, được nuông chiều từ bé, để họ ở ngoài đồng, để trên mảnh đất tự nhiên, họ sẽ không sống nổi. Vấn đề hiện nay thật sự nghiêm trọng hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi nhớ lúc nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, khi bọn trẻ ở nông thôn chơi đùa, nước trong ruộng lúa có thể uống, rất sạch sẽ, lấy tay dọc lên là có thể uống. Còn có rất nhiều lá cây có thể ăn. Người nông thôn không có gì ăn, nên hái lá cây, hái hoa, hoa cũng có thể ăn. Bây giờ phiền phức, bây giờ đất đai đã bị nhiễm độc. Thuốc và phân bón, nước thải của công nghiệp, nguồn nước nhiễm ô, đất đai nhiễm ô, cho nên không dám ăn. Rau dại cỏ dại dám ăn không? Chúng tôi lúc nhỏ dám ăn, nhổ cỏ lên ăn rễ cây cỏ, rễ cỏ có hương vị rất ngọt. Hiện nay toàn bộ thế giới đã thay đổi, trong thời đại này mình càng phải nên coi trọng đức hạnh của mình. Đi con đường của Phật Bồ Tát, đi con đường của các bậc thánh hiền, chắc chắn an toàn, không có sai lầm. An toàn đối với cảnh khổ nạn, không có thiên tai. Thường nghĩ rằng khi có thiên tai tôi phải làm sao? Phải chuẩn bị tâm lý để khi thiên tai đến không bị sợ hãi, không khiếp sợ. Thứ ba là tu hành Phật Pháp. Tu hành Phật Pháp cần thời gian rất dài. Nếu không có nhẫn nhục sẽ tu không thành. Ví dụ như một môn thâm nhập quân tu lâu dài, không có sức nhẫn nhục có thể làm được chăng? Trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục nói về ông Lưu, một bộ kinh Lăng Nghiêm đọc suốt 8 năm. Người không có tâm lâu dài, không có kiên trì, không làm được. Phân lượng kinh Lăng Nghiêm rất dài. Gần tương đương với kinh Pháp Hoa. Một ngày chỉ có thể đọc một bộ. Mới đọc, chưa thuần thục, cũng cần khoảng 7 đến 8 tiếng.
đọc thuần thục rồi, một biển cũng phải cần bốn tiền. Nếu không kiên trì, không làm được điều này. Đây chính là nhẫn nhục. Không riêng đọc kinh, mà niệm Phật cũng như vậy. Có Phật hiệu này, nhìn thì rất dễ, rất đơn giản. Nhưng đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, chúng ta có thể làm được chăng? Làm được đó là người niệm Phật chân chánh. Họ thật có cảm ứng. Đô nhiếp lục căn nói một cách đơn giản là buông bỏ phân biệt chấp trước đối với tất cả pháp trong thế xuất thế gian. Đó chính là đô nhiếp lục căn. Đối với câu Phật hiệu này không hoài nghi, không xen tạp. Khi niệm Phật không có tạp niệm. Nhất thanh Phật hiệu nhất thanh tâm, thanh thanh Phật hiệu thanh thanh tâm. Tâm và khẩu là một, không phải hai. Cách niệm này cổ nhân gọi là tâm và tâm tương ưng. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Ta với Phật cảm ứng đạo giao. Niệm được 8-10 năm sẽ đạt được niệm Phật tam muội. Được niệm Phật tam muội sẽ có oán thân trái chủ đến nhờ siêu độ. Chỉ cần một cái gật đầu, họ liền được siêu sanh. Vì sao? Vì ta thật có năng lực, thật có công đức. Họ được ta gia trì và được giảng sanh. Pháp thứ năm của lục độ là thiền định. Thiền định cũng có ba nghĩa. Thứ nhất là an trụ. Thiền định là điểm tu hành then chốt của Bồ Tát. Vì sao? Bởi sau khi được định thì khai mở trí tuệ và sẽ khai ngộ. Bát nhã là khai ngộ. Các pháp trước đều là giúp ta đạt định. Bố thí là buông bỏ phiền não, buông bỏ tập khí. Trì giới là tu thiện căn cho chính mình. Nhẫn nhục là thành tựu thiện căn. Sau khi tu thiện căn thì phải nương vào nhẫn nhục để thành tựu. Không nhẫn được, thì coi như mất hết tất cả. Trong Phật Pháp nói là một đốm lửa sân đốt cháy cả rừng công đức. Công đức mà ta tu tập tích lũy được, một khi sân giận thì công đức đó không còn nữa, đốt cháy sạch hết. Công đức không dễ tu,
Nên thông thường người tu là phước đức, chứ làm gì có công đức. Công đức mới có thể liễu sanh thoát tử, phước đức thì không được. Công đức có thể giúp ta được định. Nghĩa là an trụ, bất luận làm gì. Ví dụ như ta phát tâm chuyên tu một bộ kinh trong 10 năm, đây là định. Nếu không có định lực sẽ không làm được. Niệm Phật có người 3 năm liền được giảng sanh, đó là nhờ định lực. Không có định lực khi niệm Phật sẽ suy nghĩ lung tung, những chuyện vướng mắc trong lòng quá nhiều, đó là chướng ngại nghiêm trọng mà ta chưa buông bỏ được. Thật sự buông bỏ là dạng sự tùy duyên, có thì rất tốt, không có cũng tốt. Không để trong lòng, trong tâm chỉ có Phật, chỉ có một câu Phật hiệu. Bất luận làm gì cũng không trở ngại. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở chỗ này. Bất luận làm gì tâm cũng đều thanh tịnh. Chuyên tâm làm gì? Trong lòng chỉ có một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu này ra không quan tâm điều gì cả. Điều này có ví dụ nào không? Ví dụ rất nhiều. Quan sát tương tận sẽ biết. Đàm Hư Pháp Sư kể chuyện về Tu Vô Pháp Sư. Câu chuyện này phát sanh ở Hắc Long Giang, tại chùa Cực Lạc Cáp Nhĩ Tân. Khi chùa Cực Lạc xây dựng xong, lúc đó Đàm Hư Pháp Sư còn rất trẻ, khoảng 40 mấy tuổi. Ngài là đệ tử của Hòa Thượng Đế Nhàn, mời Hòa Thượng đến chùa làm lễ khai quang, tổ chức đại giới đàn, truyền thọ tam đàn đại giới. Trong thời kỳ tổ chức giới đàn rất cần người giúp đỡ công việc, đúng lúc Tu Vô Pháp Sư đến, đến xem có việc gì làm không, làm công quả. Tu Vô Pháp Sư xuất gia nhưng không biết chữ. Nên cũng không nghe kinh giáo. Thời đó giảng kinh rất ít, cả nước không đến 10 vị Pháp Sư biết giảng kinh. Đất nước Trung Quốc lớn như vậy, nên cơ duyên nghe Pháp rất khó. Suốt đời xuất gia của Pháp Sư ở trong chúng, thường làm những việc nặng nhọc. Ngài tu nhẫn nhục ba la mật, người khác không chịu, không muốn làm việc nặng thì Ngài làm. Phương pháp tu hành của Ngài chính là một câu danh hiệu Phật. Thật vậy, ngoài câu Phật hiệu ra Ngài không có gì cả. Những gì tôi vừa nói Ngài đều làm được. Ngài giảng sanh rất tự tại.
rất tiêu sái. Biết trước giờ đi, Ngài giáng sanh ngay trong thời gian mở đại giới đàn. Trong thời kỳ chuẩn bị cho đại giới, giới tự còn chưa đến tập trung. Thì Ngài đã xin phép Đàm Hư Pháp Sư cho nghỉ. Pháp Sư rất kinh ngạc, nhưng là người có tu hành, nên Đàm Hư Pháp Sư không trách cứ gì. Thích thì đến giúp, có việc phải đi cũng không sao. Thầy tri sự là Định Tây Pháp Sư, không có tu với Hòa Thượng, nên gọi Ngài lại trách mắng. Giới đàn chỉ có 2 tháng, ông nhẫn nại 2 tháng cũng không được ư? Cuối cùng Tu Vô Pháp Sư nói: tôi không phải xin đến nơi khác, tôi sắp bỏ thân này rồi. Hai vị Pháp Sư này vừa nghe thì ngây người ra. Nhưng đây không phải nói đùa, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là việc tốt. Đạo tràng xuất hiện một vị Phật, hỏi thầy khi nào? Không quá 10 ngày. Quý vị xem thông tin Ngài giảng sanh đã biết được rồi. Đến ngày thứ 2 lại tìm đến Định Tây Pháp Sư. Gặp Định Tây Pháp Sư, Ngài nói gì? Ngày mai tôi sẽ đi, mau chuẩn bị hậu sự cho tôi. Đến ngày thứ 2 Ngài thật sự đi, không hề bị bệnh. Khi khai giới đàn, Hòa Thượng Đế Nhàn đến, biết được chuyện này, Ngài rất tán thán. Ai có được năng lực này, nói đi là đi. Khi Ngài đi, cũng để lại cho mọi người câu nói. Mọi người nói Ngài làm vài bài kệ, vài bài thơ lưu lại cho hậu thế làm kỷ niệm. Ngài nói: tôi là người xuất gia, thân thô tục, không biết chữ. Tôi cũng không biết làm thơ, cũng không biết làm bài kệ. Nhưng tôi có một câu nói với mọi người, để làm kỷ niệm cũng được. Nói được không làm được, không phải trí tuệ chân thật. Để lại chỉ một câu này: nói rất hay, nhưng chính mình không làm được. Đây không phải là thật mà là giả. Câu này được bao người phản tỉnh. Ngài thật đã tu thành công. Ngài không tu gì khác, chính là nhẫn nhục ba la mật. Ngài có thể nhẫn, nhẫn một cách hoan hỷ, không hề chối từ bất cứ điều gì. Công việc nặng nhọc thô thiệt trong đạo tràng, Ngài làm hết, không một lời oán thán hay hối hận. Lần cuối cùng Ngài biểu diễn cho mọi người xem, chẳng ai không bội phục, chẳng ai không tán thán. Đàm Hư Pháp Sư đem câu chuyện này viết trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, lưu lại tiếng thơm cho muôn đời, để cho hậu thế đều biết đến Ngài, đều nên học tập Ngài, nhất định không nên tham muốn hưởng thụ, không nên tham muốn hưởng an nhàn. Trong giới kinh nói, tỳ kheo thường mang 3 phần bệnh. Bệnh đó không phải thật là đau bệnh,
mà bệnh đó là bệnh khổ. Chính là trong sinh hoạt hàng ngày ít nhất phải có 3 phần khổ để cảnh tỉnh mình. Điều này chính là ngày nay nói ý thức lo lắng về được mất, chẳng thể không có. Hàng ngày chỉ biết đến hưởng thụ, khi thiên tai đến phải làm thế nào, khi an nhàn phải nên nghĩ đến lúc đau khổ. Đây gọi là thường mang 3 phần khổ. Con người sống trên thế gian nên như thế. Người thống trị quốc gia cũng không ngoại lệ. Khi thiên hạ thái bình an định, phải nghĩ đến lúc bị thiên tai, phải nghĩ đến chiến tranh, không nên sơ suất coi thường. Nên khai sáng sự nghiệp khó khăn mà giữ nó càng khó hơn. Thành quả khai sáng sự nghiệp ta có thể giữ được chăng? Sự nghiệp này có thể truyền mãi về sau chăng? Không phải là việc dễ dàng. Biện sự ở đây, trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn nói: chế tâm nhân xứ, vô sự bất biện. Chế tâm một chỗ là thiền định. Ở trước chúng ta học là chỉ tâm nhất xứ, nhưng cùng một ý nghĩa. Chế tâm một chỗ, xử lý vấn đề rất dễ. Vì tâm của mình không tạp, không loạn. Thiền định ứng dụng vào trong công việc, ứng dụng trong sự vật hàng ngày rất có kết quả. Thiền định không phải là ngồi xếp bằng xoay mặt vào trong vách. Xếp bằng xoay mặt vào vách như vậy nó không khởi tác dụng. Trong kinh Giáo Đại Thừa nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thờ. Đi đứng ngồi nằm đều ở trong định. Mặc áo ăn cơm, đối nhân tiếp vật đều ở trong định. Cuối cùng là bát nhã, trí tuệ. Trí tuệ cũng có 3 loại. Thứ nhất là gia hạnh, chúng ta thâm nhập vào cảnh giới. Nâng cao cảnh giới của chúng ta. Thứ hai là căn bản trí. Căn bản trí là vô trí. Bát nhã vô trí, đó là căn bản trí. Hậu đắc trí là căn bản trí khởi tác dụng, vô sợ bất trí. Bát nhã vô trì, vô sợ bất trì. Chúng ta nên tu bằng cách nào? Tu căn bản trì trước. Không thể tu hậu đắc trí trước. Tu hậu đắc trí trước sẽ không có nền tảng. Như vậy hậu đắc trí đó là giả, không phải thật. Học rộng hiểu nhiều là hậu đắc trí. Chúng ta học một đời, học mấy chục bộ kinh, học 100-200 bộ kinh, thông tâm thông giáo, nên biết rằng ta học đây là tri thức. Ta không có trí tuệ, không có định lực,
không có lòng nhẫn nại. Trong cuộc sống hàng ngày, gặp việc không vừa ý, thường hay nổi giận. Điều này chứng tỏ ta không có căn bản trị. Căn bản trị chính là một môn thâm nhập quân tu lâu dài. Chân thật trí tuệ không khởi tác dụng. Quý vị thử nghĩ, giống như Đàm Hư Pháp Sư nói về ông Lưu 8 năm ròng rã đọc Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm trong Phật giáo gọi là Lăng Nghiêm Khai Trí Tuệ, Pháp Hoa Thành Phật. Những điều này đệ tử Phật đều biết. Ông chuyên đọc một bộ Lăng Nghiêm suốt 8 năm. Ông có năng lực gì siêu độ những linh hồn này? Căn bản trí. Khi nó khởi tác dụng chính là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là vô sở bất trì. Phải có căn bản trí trước, sau đó mới cầu hậu đắc trí. Điều này chính là nói chúng ta khai ngộ một pháp môn, sau đó mới học các pháp môn khác, các kinh điển khác. Đây gọi là học rộng hiểu nhiều, rất dễ dàng. Vừa tiếp xúc là thấu suốt, là thông đạt. Giống như Huệ Năng Đại Sư vậy. Căn bản trí là khai ngộ. Tam muội đã thuần thuộc, liền đại triệt đại ngộ. Tất cả kinh giáo, các pháp trong thị xuất thế gian, vừa tiếp xúc liền thông đạt, vừa tiếp xúc liền thấu trị. Đây gọi là hậu đắc trí. Nên khai trí tuệ phải hiểu được phương pháp khai trí tuệ, phải hiểu con đường khai trí tuệ. Đó chính là tam học giới định huệ. Nên cắm rễ từ trong giới luật, trong thiện căn. Thiện căn sâu dày, thiện căn sâu dày là từ trong giới luật mà có. Nhân giới được định. Định chính là thiền định, chính là tam muội. Định này đến một trình độ nhất định sẽ quát nhiên đại ngộ. Đây chính là hậu đặc trị. Căn bản trị dẫn phát Phật pháp. Trong một bộ kinh chúng ta được căn bản trị. Thấy tất cả pháp, nghe tất cả pháp, vừa nghe là thấu triệt. Đây là dẫn Phật pháp của ta. Hậu đắc trí thật sự giúp chánh pháp cửu trụ, giúp tất cả chúng sanh học Phật. Chúng ta có năng lực giáo hóa chúng sanh. Chúng ta giáo hóa chúng sanh với chư Phật Bồ Tát không có gì khác nhau. Cho dù không thể đại triệt đại ngộ, cùng đến giai đoạn đại ngộ. Ngày xưa thầy Lý dạy tôi, học Phật cần phải phát đại bồ đề tâm. Tâm địa nhỏ không được.
phải phát đại tâm. Tu học phải đem mục tiêu đặt vào trong giáo lý. Vì sao? Khi đã thông giáo lý thì tất cả pháp đều thông. Nhưng đây không phải là người thường làm được, mà là bậc thượng thượng căn. Thông lý chính là kiến tánh. Người thường là thượng trung hạ căn. Bậc trung và thượng căn bất đắc dĩ phải yêu cầu là thông giáo nghĩa, nghĩa là thông một bộ phận. Ví dụ như Tịnh Độ Tông, tông phái này tôi đã thông, nhưng các tông khác vẫn chưa được. Đây là giáo nghĩa. Nếu nói học một bộ kinh chỉ hiểu một bộ kinh, đây là bậc hạ hạ căn. Đối với bộ kinh này thì không sao, nhưng đổi bộ kinh khác thì không hiểu. Người này rất khó dạy. Thầy Lý giảng đạo lý này cho tôi hiểu. Tôi không phải là bậc thượng thượng căn. Mục tiêu của tôi là giữ vững giáo nghĩa. Tôi học bộ kinh này thì những kinh điển liên quan đến bộ kinh này tôi học rất dễ. Còn những phương pháp không liên quan đến bộ kinh này tôi học rất khó khăn. Ở đây nói lên điều gì? Không phải bậc thượng thượng căn, nên biết căn tánh của mình để chọn pháp môn. Y theo pháp môn mà tu học, có thể nâng cao cảnh giới của mình lên đến hàng thượng thượng căn. Nên kiến lập Phật sự. Phật sự là chánh pháp cựu trụ, quang pháp lợi sanh. Nếu đánh mất thanh tịnh bình đẳng giác, như vậy ta bị phàm phu dẫn dắt. Ta độ người sau cùng bị người dẫn đi. Như vậy không phải giống họ sao? Khởi tâm động niệm khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành. Như vậy là sai. Bởi vậy ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới. Chưa đến trình độ nhất định không thể biểu diễn. Vừa biểu diễn đã bị người khác giác đi. Ta đi độ chúng sanh, kết quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc. Hòa thượng xuống tóc cho tôi, tức là pháp sư tâm ngộ. Thầy thí phát cho tôi. 2 năm sau thầy hoàn tục, kết hôn với Phật tử nữ của thầy. Thầy độ cô ta, không ngờ lại bị cô ta cám dỗ. Còn quá trẻ, lúc đó thầy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tôi lớn hơn thầy 1 tuổi. Thầy biết giảng kinh, cũng biết viết bài. Khi tôi chưa xuất gia, chúng tôi thường hay giao tiếp là bạn bè của nhau. Nên khi tôi học kinh điển với thầy Lý ở Đài Trung, có ý xuất gia, thầy đến tìm tôi. Hình như trong vòng 2 tháng đến tìm tôi 9 lần. Tôi thấy tâm ông ta rất khẩn thiết nên đã đồng ý. Đến chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, lúc đó ông ta làm trú trì và xuống tóc cho tôi. Nên còn quá trẻ làm trú trì rất nguy hiểm. Cổ nhân, thầy Lý nói với tôi, sau 40 tuổi mới có thể đi giảng kinh.
có chút định lực. Khi tiếp xúc với đại chúng bên ngoài, trước 40 tuổi vẫn chưa ổn định. Chúng tôi ở Đài Trung tuân thủ lời dạy này của Thầy Lý. Trước 40 tuổi, học giảng kinh là luyện tập, ở trong nhà không ra ngoài, không nhận lời mời bên ngoài, chỉ ở nhà luyện tập liên xã Đài Trung, thư viện Từ Quang ở Đài Trung, còn một ngôi chùa. Chú trì là một ni sư, cũng là học trò của Thầy Lý. Chúng tôi chỉ luyện tập giảng kinh nơi ba chỗ này, không được ra bên ngoài giảng. Thầy quy định phải trên 40 tuổi, nhưng lúc đó chúng tôi chưa đến 40 tuổi, không được ra ngoài giảng kinh. Cửa ải này thầy giữ rất nghiêm khắc, chỉ sợ chúng tôi chưa đủ định lực, dễ bị ảnh hưởng bởi cảnh giới bên ngoài. Bởi thì làm thầy rất khó. Học trò nghe lời, nếu học trò không nghe lời họ sẽ ra đi. Có nhưng không nhiều. Không phải không có, những người rời thầy sớm đều không có thành tựu. Vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn thấy. Ngày nay nói đến kinh nghiệm, đây là kinh nghiệm nhiều năm của tôi, cảm nhận được một cách sâu sắc. Giới luật phải học từ Đệ Tử Quy, phải học từ Cảm Ứng Thiên, từ trong Đệ Tử Quy học luân lý đạo đức, từ trong Cảm Ứng Thiên học nhân quả. Sức mạnh của nhân quả lớn mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy 3 phần sức mạnh, Cảm Ứng Thiên có 7 phần sức mạnh. Con người mặc dù học rất tốt luân lý đạo đức, nhưng vẫn động tâm trước địa vị danh lợi, vẫn là biết mà cứ phạm. Vì sao vậy? Vì không vượt qua được sự cám dỗ của danh lợi. Điều này trong lịch sử rất nhiều. Không phải họ không hiểu, nhưng người hiểu nhân quả họ không dám. Vì sao vậy? Người biết nhân quả họ sẽ nghĩ đến tương lai như thế nào. Bây giờ ta có được địa vị, có được của cải này, không phải là thủ đoạn chính đáng. Được rồi, tương lai cũng phải trả. Giết người phải đền mạng. Chưa nghe nói giết người, nói cho chư vị biết, nào thai chính là giết người, có cần đền mạng chăng? Quý vị có dám chăng? Không dám. Quý vị nợ mạng nợ tiền người khác đều là việc tiền phức, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Quý vị dám chăng? Bởi vậy một ý niệm bất thiện làm tổn thương chúng sanh, trên thực tế là tổn thương chính mình, gọi là lực phản kháng. Quý vị đánh ra nó lại dội ngược về mình rất nhanh. Cho nên nhân quả có 7 phần sức mạnh câu thúc con người. Đệ Tử Quy chỉ có 3 phần sức mạnh. Phật Pháp đến viên mãn. Giới luật sơ học của Phật Pháp rất đơn giản, chỉ 10 điều, thập thiện nghiệp. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ, không tham, không sân, không si. Nhưng nếu không có hai nền tảng của Nho và Đạo giáo, ta không thực hành được thập thiện nghiệp.
có nền tảng luân lý đạo đức nhân quả, nền tảng sâu dày sẽ thực hành được thập thiện. Cho nên thập thiện nghiệp đạo gọi là pháp nhân thiên, đời sau không mất thân người. Tu thật tốt, đời sau được sanh lên cõi trời. Đây là tiêu chuẩn của pháp nhân thiên. Lên cao hơn nữa là thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề. Đây là tứ thánh pháp giới. Tiếp tục lên nữa là vô thượng bồ đề. Căn bản của cứu cánh quả Phật đều ở thập thiện nghiệp. Gốc của thập thiện nghiệp là cảm ứng thiên và đệ tử quy. Quý vị có thể không nỗ lực để học chăng? Không tinh tấn học không được. Tuổi tác đã lớn, bây giờ khi tuổi tác đã lớn, chúng ta phải dùng một giáp làm tiêu chuẩn. Trên 60 tuổi, nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà. Chưa học đệ tử quy không sao. Chưa học cảm ứng thiên cũng không sao. Hãy giữ vững thập thiện nghiệp đạo, niệm niệm không quên, vĩnh viễn không bỏ một câu A-di-đà Phật. Trước đây thầy Lý dạy chúng tôi, tu tịnh độ là phải đổi tâm. Phải đổi tâm. Thay đổi tâm như thế nào? Đổi thành Phật A-di-đà. Tâm tôi chính là Phật A-di-đà, Phật A-di-đà chính là tâm tôi. Hay nói cách khác, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra đều dứt bỏ hết. Đây gọi là gì? Đây gọi là đạo cộng giới. Phật A-di-đà, mọi giới luật đều đã viên mãn. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, không có gì khác. Đây là gì? Đối với người lớn tuổi nhất tâm chuyên chú. Những trò của thế gian đều đã thấy, không có gì kỳ lạ. Không muốn xem thêm nữa, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, như vậy là đúng. Không có ai không vãng sanh. Phát tâm như vậy, trong Di Đà Yếu Giải, Đại sư Ngẫu Ích nói, tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề. Nói rất hay. Tâm bồ đề là gì? Không hiểu, không biết. Quý vị xem, rất nhiều ông bà cụ, họ chỉ biết một câu A-di-đà Phật. Khi lâm chung họ đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, không hề bệnh hoạn. Chúng tôi tận mắt chứng kiến, đây không phải giả. Quý vị hỏi họ đệ tử quy là gì, họ không biết. Cảm ứng thiên là gì, họ không biết. Suốt đời thật thà trung hậu, tuyệt đối không có tâm hại người. Niệm rốt ráo một câu A-di-đà Phật. Có người mỗi ngày tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, có người không tụng kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thì người đệ tử làm nghề thợ hàng của Hòa Thượng Đế Nhàn, kinh Di Đà cũng không biết đọc, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật mà thành tựu, quả là không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể không biết điều này. Bởi vậy, chỉ cần nhất tâm sẽ tiếp cận với thiền định. Nhất tâm đến trong tâm không có chút tạp loạn nào. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí tuệ.
Bản thân ta biểu hiện trên đoàn tướng khi giảng sanh, đó nghĩa là giáo hóa chúng sanh, khiến rất nhiều người nhìn thấy liền sanh khởi tín tâm. Niệm Phật quả thật rất hay. Mỗi người đều làm được, mỗi người đều có thể thành tựu viên mãn ngay trong đời này. Tại sao chúng ta không thực hành? Lần này chúng ta giảng tường tận bộ kinh này, tôi dự tính khoảng 1.000 tiếng đồng hồ. Là giảng xong. Mục đích là gì? Mục đích là để lại cho hậu nhân. Thời kỳ mạt pháp còn 9.000 năm. Trong 9.000 năm này, độ chúng sanh thành Phật đạo. Bây giờ chúng ta có thể cảm nhận được chính là bộ kinh này. Nên chúng tôi phải bỏ ra một ít thời gian để giảng bộ kinh này. Đương nhiên, chính mình nhất định phải thay đổi tâm, không để tâm có tạp niệm, chân thành niệm Phật. Mọi việc trong thế gian chỉ tùy duyên mà không phan duyên. Có nhân duyên lợi ích chúng sanh, chúng ta phải làm. Không có duyên thì thôi đừng tìm kiếm. Như vậy mới đúng. Có nhân duyên, đó là Phật Bồ Tát để chúng ta làm. Không có duyên, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chân thành học kinh vô lượng thọ, thật thà niệm Phật, tốt, tâm sẽ định, không bị dao động, tâm định, tâm thanh tịnh. Cho nên thấy ba chữ này, trì giới, thiền định, trí tuệ, đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong việc tu hành. Tất cả không có phương pháp nào bằng, tất cả pháp không có gì bình đẳng với nó. Đương nhiên cũng không thể vượt qua nó, nên gọi là vô thượng.